Khi tôi còn nhỏ, trong nhà có một ông thợ mộc già đến. Ông nói là ông khát nước, bà tôi liền đưa cho ông một bát nước. Sau khi uống xong, ông thợ mộc già nói với giọng u ám: "Chị già ơi, vào giờ này tối nay, nhà chị sẽ có ác quỷ ghé thăm, ngàn vạn lần đừng mở cửa." Bà tôi hỏi ông thợ mộc già sao tự nhiên lại có ác quỷ đến nhà. Ông thợ mộc già lắc đầu. Ông lấy từ túi ra một tờ giấy bùa, đưa cho bà tôi và bảo dán tờ giấy bùa lên cửa sân. Ác quỷ sẽ không dám vào nữa. Nói xong lời này, ông thợ mộc già liền rời đi. Bà tôi ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng dán tờ giấy bùa lên cửa sân. Cổng sân nhà tôi làm bằng gỗ, rất thấp, nhưng ngưỡng cửa lại rất cao. Chiều tà, mặt trời sắp lặn. Chú Út và thím Út từ ruộng trở về. Hai người đã làm việc cả ngày, trên người toàn là đất. Chú Út vừa vào sân đã hỏi mẹ. Tờ giấy bùa dán trên cổng nhà mình là một ông thợ mộc đưa cho. Dán giấy bùa làm gì? Ông thợ mộc đó nói vào giờ này tối nay, nhà mình sẽ có ác quỷ ghé thăm. Dán tờ giấy bùa này, ác quỷ sẽ không dám vào. Bà tôi vừa dứt lời, chú Út liền lớn tiếng nói. Mẹ, sao mẹ cái gì cũng tin vậy? Chắc chắn ông thợ mộc đó đòi tiền mẹ rồi. Tờ giấy bùa này có phải mẹ bỏ tiền mua không? Mẹ chắc chắn bị lừa rồi, ông thợ mộc đó không đòi tiền mẹ. Ông ấy chỉ xin mẹ một bát nước uống thôi. Dán lên cửa cũng không ảnh hưởng gì mà. Để đó trước đã, chờ cha con về rồi hãy nói. Bà nói xong liền bưng cơm canh lên bàn. Chú Út cầm lấy một cái bánh ngô, ăn ngấu nghiến. Cha con vẫn chưa về à? Bình thường giờ này cha đã về từ lâu rồi mà. Mấy ngày nay trời mưa, đường núi khó đi, chắc chắn là bị trì hoãn trên đường. Bà nội thật là có phúc, người đã hơn 100 tuổi rồi, ba người con trai vẫn muốn nuôi bà. Chú Út vừa nói dứt lời, ánh mắt bà tôi đã liếc nhìn chú. Nuôi dưỡng cha mẹ là điều hiển nhiên. Nhìn con nói kia, cho đến khi ta già, con chẳng lẽ không nuôi ta sao? Nuôi chứ, chắc chắn rồi. Yên tâm đi, con sẽ nuôi mà. Đợi khi mẹ và cha con già, con và Tú Hoa chắc chắn sẽ chăm sóc hai người. Bà cười hài lòng, nhìn Tú Hoa. Con đang mang thai, ngày mai đừng ra ruộng làm việc nữa. Con ở nhà nấu cơm cho mọi người, tiện thể chăm sóc bà con. Bà lúc nào cũng nhắc đến con nhắc đến đứa bé trong bụng con. Nghe lời mẹ, ăn cơm xong rồi, bà tôi liền dọn dẹp chén đồ đi rửa. Chú Út và thím Út sớm đã vào phòng phía tây ngủ. Bà rửa sạch chén đũa xong, liền dẫn tôi vào phòng phía đông, nhưng đã lâu rồi mà ông vẫn chưa về. Bà ngồi trên giường đất, tự nói một mình, chẳng lẽ ở nhà thằng ba rồi? Bà vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy tiếng gõ cửa cộc 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 từ bên ngoài sân. Bà ơi, ông về rồi. Bà nhìn đồng hồ treo tường, miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Sao lại trở về vào đúng giờ tí? Vừa dứt lời, tôi lại nghe tiếng gõ cửa cộc 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 từ ngoài sân. Lần này tiếng gõ cửa còn lớn hơn lần trước. Sắp đến rồi. Tôi và bà bước ra khỏi phòng đông. Dựa vào ánh trăng, tôi nhìn rõ người ở cổng. Ông về kéo theo một chiếc xe lừa. Trên xe lừa có bà Cố ngồi. Bà Cố được quấn trong chăn bông, chỉ lộ ra cái đầu. Đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào sân nhà tôi. Ông thấy bà liền lên tiếng. Sao giờ mới ra? Mau mở cửa ra. Bà nhíu mày. Sao giờ mới về? Trên đường trơn, té một cú, chân lừa suýt bị gãy. Ông vừa dứt lời, bà liền mở cửa gỗ ra. Bà vừa mở cửa gỗ, bà Cố bỗng ngồi thẳng dậy, mau xé tờ bùa xuống. Mẹ, tờ bùa này có chuyện gì vậy? Tờ bùa này là để gọi ác quỷ đến. Mau xé bỏ tờ bùa đó đi, lấy từ đâu ra? Ai bảo bà dán lên? Bà ngơ ngác. Là một ông thợ mộc già, ông ta nói vào giờ tí tối nay nhà mình sẽ có ác quỷ ghé thăm. Dán tờ bùa lên cửa, ác quỷ sẽ không dám vào. Bà Cố từ từ đảo mắt, ánh mắt lè sáng, con bị lừa rồi. Tờ bùa này là để gọi quỷ. Ông thợ mộc đó có thù với nhà mình. Mau xé tờ bùa đi. Bà nhíu mày, nhìn ông thợ mộc đó không giống đang lừa đâu. Hay là mọi người vào sân trước, đợi đến sáng mai khi gà gáy, rồi hãng xé tờ bùa ra. Bà Cố liền biến sắc. Con dâu cả, con không tin ta mà lại tin một ông thợ mộc. Con muốn hại chết cả nhà sao? Sau núi nhà mình có bãi mộ hoang, tờ bùa này chuyên để dẫn đường cho ác quỷ. Nếu ta đoán không sai, ác quỷ đã đang trên đường tới rồi. Mau xé tờ bùa đi. Thấy con dâu không nói gì, bà Cố càng thêm sốt ruột. Con cả, đưa ta về nhà thằng ba đi. Vợ con không muốn cho ta ở lại, cố tình dán tờ bùa để chọc tức tôi. Ta đã hiểu rồi, ta đi đây. Trời sắp mưa rồi. Mẹ đừng làm ầm lên, chỉ là một tờ bùa thôi mà. Chết tôi rồi, ông nội bước xuống xe lừa. Âm thanh xẹt vang lên, tờ bùa trên cửa gỗ bị xé bỏ. Cùng lúc đó, tờ bùa trên cửa gỗ bị xé bỏ. Tôi nghe thấy tiếng sấm rầm vang lên. Mẹ ơi,
mau vào sân thôi. Miệng bà cấu phát ra tiếng cười khàn khàn, nhắm mắt lại nhìn chằm chằm vào trong sân, miệng thì thầm, vào sân, vào sân. Ông nội kéo xe lửa vào sân, bà cấu vẫn ngồi trên xe lửa. Không biết tại sao tôi cứ cảm thấy ánh mắt của bà cấu có chút gian trá, như đang tính toán điều gì đó. Vào đến sân, bà cấu xuống xe lửa, bà đưa tay sờ lên mặt tôi, bà cười tươi và nói, tiểu tranh tử, buổi tối ở lại làm bạn với bà cố, ngủ cùng bà cố nhé. Bà cố vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy một tiếng âm, gió thổi mở toang cánh cửa gỗ. Cánh cửa gỗ bị gió thổi phát ra tiếng cạch cạch liên tục, trên bầu trời xuất hiện một tia chớp. Tôi theo phản xạ cúi đầu xuống, tôi thấy bà cố lại có đến hai cái bóng. Sau tia chớp, bà cố lại trở về chỉ còn một cái bóng, tôi cố sức dụ mắt. Nhìn lại thì bà cố vẫn chỉ có một cái bóng. Chẳng lẽ vừa rồi tôi nhìn nhầm sao? Khi tôi đang cảm thấy bối rối, bàn tay lạnh ngắt của bà cố lại đặt lên vai tôi. Đi nào, cùng bà cố ở nhà tranh. Tôi không muốn ở với bà cố. Tôi dùng sức lùi về phía sau, nhưng bà cố lại nắm chặt cánh tay tôi không buông. Bà còn dùng ánh mắt hung dữ chừng tôi. Tôi không đi, tôi liều mạng vùng vẫy, nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi tay của bà cố. Tay bà khô héo, móng tay lại rất dài. Móng tay gần như đã cắm vào thịt tôi. Ông nội nhíu mày, tiểu tranh tử, con không hiểu chuyện, ở cùng bà cố đi, bà cố thương con mà. Đừng làm bà cố giận, bà cố cười khà khà. Bà đã hơn 100 tuổi rồi, nhưng không rụng cái răng nào. Bà cố kéo tôi đi về phía nhà tranh. Khi sắp đến cửa, tôi bật khóc oa một tiếng, miệng kêu lên, không đi đâu. Ông nội từ phía sau đá tôi hai cái, còn mắng tôi, con sao lại lì như vậy hả? Đừng khóc nữa, nhưng vừa nãy lúc sầm đánh, con thấy bà cố có hai cái bóng. Con không muốn ở cùng bà cố, tôi vừa dứt lời, tay bà cố đang nắm tay tôi liền buông ra. Bà gào lên, nói bậy, chỉ là nhảy con mà cũng biết nói dối sao. Tôi vội vàng chạy ra sau lưng bà, nắm chặt lấy áo bà. Bà nhíu mày, mẹ, tiểu tranh tử không phải là đứa trẻ biết nói dối. Bà cố liếc mắt nhìn bà một cái, nó còn nhỏ, lời của nó không thể tin được, chắc chắn nó đã nhìn nhầm. Bà cố mặt mày u ám, bà quay người định vào nhà tranh, như thể sợ tiếng sấm. Khi bà cố đi đến cửa, bà bỗng nhiên cất tiếng, mẹ, mẹ vừa nói có thù với ông thợ mộc già. Rốt cuộc là thù gì? Bà cố quay nửa khuôn mặt lại, liếc mắt chừng bà một cái. Bà ta giọng trầm xuống, nói với giọng bực dọc, 60 năm trước, cha của con cả đánh chết một con dê của nhà ông thợ mộc già. Ông thợ mộc ghi hận cho đến bây giờ. Bà ngẩn ra vài giây, một con dê mà ghi hận suốt 60 năm ư? Bà cố hừ lạnh một tiếng, không nói gì, rồi quay người vào nhà tranh. Ông nội nhíu mày, hóa ra là ông ấy. Ông ấy thật sự quay lại rồi, ông nói gì thế? Ông thợ mộc đó tên Trần Khôi, 60 năm trước cha đã đánh chết con dê nhà ông ấy, còn ăn luôn con dê đó là toàn bộ gia sản của ông thợ mộc. Dự tính bán con dê đó để chữa bệnh cho con trai, nhưng tiếc rằng con dê đã bị cha ăn mất. Con trai ông ấy không có tiền chữa bệnh, chết bệnh oan uổng. Bà nhíu mày, chuyện này sao ông chưa bao giờ kể với tôi? Chỉ là những chuyện vặt vãnh từ lâu rồi, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, nên tôi không kể. Ông vừa dứt lời, một tia chớp mùa xuân lại lè sáng chiếu rọi cả đêm đen. Mau vào nhà đi, sắp mưa to rồi. Mấy người chúng tôi vội vàng vào phòng đông. Bà còn khóa cửa phòng đông lại. Ngay lập tức bên ngoài mưa lớn bắt đầu rơi. Ngủ đi, sáng mai còn phải làm việc, rất nhanh. Tôi đã nghe thấy tiếng ông bà gọi nhau. Hai người đã ngủ say, tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ. Tôi liền nghe thấy tiếng xẹt xẹt như có gì đó cào vào cửa. Âm thanh rất chói tai, như móng vuốt của một con vật đang cào cửa. Tiếng cào cửa rất to, làm ông bà cũng tỉnh giấc. Bà nó, cái gì đang cào cửa vậy? Chắc là mèo hoang hay chó hoang muốn tìm chỗ trú mưa thôi. Không cần quan tâm, ông nội vừa nói xong, nhưng tiếng cào cửa vẫn còn. Hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, tiếng xẹt xẹt, ông nội đột ngột ngồi dậy. Ông lớn tiếng nói, tôi đi đuổi lũ mèo hoang chó hoang đi. Ông vừa nói xong liền định bước xuống giường đất. Bà vội vàng nắm lấy cánh tay ông nói này, ông đừng đi vội, tôi nghĩ bên ngoài không phải là mèo hoang hay chó hoang. Nếu không phải là mèo hoang chó hoang, thì còn có thể là gì? Bà mặt mày u ám, tôi sợ là ác quỷ. Bà vừa dứt lời, ông liền nhíu chặt mày. Một lúc lâu không nói gì, mẹ nói tờ bùa đó là để gọi ác quỷ mà. Tôi chỉ sợ ác quỷ đã bị gọi đến rồi. Để mai rồi tính tiếp. Mưa đã tạnh, nhưng tiếng cào cửa vẫn còn. Hơn nữa âm thanh rất lớn. Âm thanh này khiến người ta nghe mà dùng mình khó chịu. Nếu thật sự là ác quỷ thì phiền to rồi. Chỉ có thể đi nhờ ông Trần mù thôi. Sáng mai tôi sẽ đi cầu xin. Ông gật đầu, được, chờ đến sáng. Đợi trời sáng, tiếng cào cửa kéo dài rất lâu. Khi trời sắp sáng, tiếng cào cửa mới biến mất.
Đợi đến khi gà trong sân cất tiếng gáy, chúng tôi mới dám ra khỏi phòng. Trên cánh cửa gỗ đầy những vết cào dày đặc. Vết cào in rất sâu, không giống vết cào của mèo hoang chó hoang, mà giống vết cào của móng tay người hơn. Cửa nhà tôi còn có dấu chân người, nhưng dấu chân này đã bị nước mưa rửa sạch. Các dấu chân để lại không còn nguyên vẹn. Bà nhíu chặt mày, ông này, tám phần là ác quỷ rồi. Ông thở dài. Đi nhờ ông Trần ngủ thôi, ông vừa nói xong, bà cầu đã bước ra từ nhà tranh. Cười nói. Ta có cách để trừ ác quỷ. Mẹ có cách gì? Bà cố đảo mắt qua lại hai vòng. Bà chỉ tay vào bụng thím tôi. Ác quỷ sợ nhất là người mang thai. Thím tôi ngẩn ra vài giây, quay đầu nhìn chú út, Tú Hoa nhát gan lắm. Cô ấy còn đang mang thai, tốt nhất đừng làm cô ấy vất vả. Bà cố lắc đầu, không phải ta muốn làm khổ Tú Hoa, mà là thời gian không còn kịp nữa. Nhà ông Trần ngủ ở trên thị trấn, cách nhà mình hai ngọn núi. Đi về mất ít nhất một ngày đường. Tối nay vào giờ Tí, ác quỷ sẽ lại đến. Nếu đi nhờ ông Trần mù thì hoàn toàn không kịp. Chú út nhíu mày, vậy mình đổi chỗ ở đi. Ác quỷ đã để mắt đến nhà mình, không chạy thoát được đâu. Nếu mọi người muốn sống thì hãy nghe ta. Bà cố vừa nói xong còn nhắm mắt lại, rồi thở dài. Mẹ, con ngốc nghếch thế này mà cũng có thể trị ác quỷ được sao? Tối nay vào giờ Tí, để Tú Hoa đứng ở cổng sân chờ ác quỷ đến. Chỉ cần ác quỷ thấy Tú Hoa sẽ bị dọa chạy. Thím tôi đặt tay lên bụng, trong mắt đầy sự lo sợ, cách này quá mạo hiểm. Nếu ác quỷ ăn mất Tú Hoa thì sao? Bà cố lắc đầu, không đâu. Ác quỷ sợ những người mang thai. Khi bà cố nói câu này, giọng nói có chút kích động. Mẹ chắc chắn đến mức nào, ta đã sống hơn 100 tuổi. Điều này ta nắm chắc trong tay. Mọi người cứ yên tâm. Bà cố vừa nói xong, còn đưa tay sờ lên bụng thím tôi. Mọi người trong nhà đều không nói gì, như thể đã chấp nhận cách của bà cố. Đợi đến khi trời tối, sắp đến giờ Tí, bà cố kéo thím tôi ra ngoài sân, sau đó lại vào trong sân, đóng cổng sân lại. Mặt thím tôi tái mét, tay cũng run rẩy. Nhìn vào trong sân với ánh mắt đầy tội nghiệp, mọi người vào trong nhà đi. Dù nghe thấy âm thanh gì cũng đừng ra ngoài. Đợi đến khi trời sáng mới ra ngoài, bà cố vừa dứt lời. Tôi muốn nói, bà, cháu có thể ở ngoài sân nhìn Tú Hoa không? Bà cố lắc đầu, cháu đừng làm rối thêm. Làm theo lời ta đi. Mau vào nhà, tối nay không có trăng. Trời tối đen như mực, mây đen thấp lè tè, chúng tôi mấy người đều vào trong nhà. Chỉ để lại thím tôi đứng ở cổng sân. Bà nhíu chặt mày, ông nó này. Tôi thấy lo lắng quá, cảm giác có gì đó không đúng. Tú Hoa có xảy ra chuyện gì không? Ông nội hút hai hơi thuốc lào. Không đâu, mẹ hồi trẻ đã có chút tài năng trong người rồi. Tin mẹ đi, ông vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy tiếng hét từ ngoài sân, là tiếng thím tôi hét. Tiếng hét rất ngắn, chỉ hét một tiếng rồi im bặt. Chúng tôi đều chạy lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài cổng sân, nhưng trời quá tối, giơ tay không thể ngón, không nhìn thấy gì cả. Bà khẽ nói, ông nó, có chuyện gì xảy ra không? Ông nhíu mày, chắc là không đâu. Thím chỉ hét lên một tiếng, sau đó ngoài sân không có động tĩnh gì, trước mắt đã sang ngày hôm sau. Trời vừa sáng, chúng tôi đã chạy ra cổng sân xem. Ở cổng sân chỉ còn lại một vũng máu. Chú trợn to mắt, hét vào mặt bà cố, bà không phải đã nói là không sao sao? Tại sao Tú Hoa lại bị ác quỷ ăn mất? Bà cố cúi gằm mặt xuống, miệng lẩm bẩm. Đều tại ta quên bảo Tú Hoa cầm cành liễu. Nếu Tú Hoa cầm cành liễu trong tay, ác quỷ sẽ không dám ăn cô ấy. Ta bù đắp mạng cho Tú Hoa còn chưa đủ sao? Bà cố đột ngột đứng dậy, định chạy về phía giếng cạn của nhà tôi. Bà muốn nhảy giếng tự tử. Ông nội vội vàng kéo bà cố lại từ phía sau. Tú Hoa đã chết rồi, bà dù có nhảy giếng, Tú Hoa cũng không thể sống lại. Hay là nghĩ cách trừ ác quỷ đi. Bà cố nheo mắt lại, tôi còn có một cách, có thể trừ được ác quỷ. Ông nội ngẩn ra vài giây. Cách gì? Ánh mắt bà cố nhìn chằm chằm vào tôi. Nước tiểu của đồng tử có thể trừ ác quỷ. Ác quỷ sợ nước tiểu của đồng tử. Bà cố vừa dứt lời, bà liền kéo tôi ra phía sau. Không được, Tiểu Tranh Tử 18 tuổi, gặp ác quỷ chẳng phải sẽ bị dọa vỡ mật sao? Bà cố nheo mắt, không đâu. Tiểu Tranh Tử còn nhỏ, nó không phân biệt được thật giả, vẫn nên đi nhờ ông Trần ngủ. Bà vừa dứt lời, bà cố liền biến sắc. Bà ta tức giận nói, nhờ ông Trần mù làm gì? Đợi ông ta tới thì người nhà đã chết hết rồi. Bà thở dài, Tú Hoa đã chết,
con không thể để Tiểu Tranh Tử mạo hiểm nữa. Bà cầu bĩu môi. Bà nhìn về phía ông nội, con cả. Con là đàn ông. Chuyện trong nhà con quyết định. Con mau đưa ra chủ ý đi. Ông nội nhíu mày, tới đi nhờ ông Trần Mù. Mọi người ở nhà, chúng ta tạm thời ở hết trong phòng đông. Ông vừa dứt lời, bà cố trên mặt liền lộ ra nụ cười. Cách này hay đó. Con cả, con phải đi nhanh về nhanh. Ông gật đầu, mọi người cẩn thận. Ngàn vạn lần đừng mở cửa. Ông vừa nói xong liền lái xe lừa rời đi. Trong sân chỉ còn lại mấy người chúng tôi. Chú Úc ngồi bệt xuống đất, trong mắt đầy những tia máu. Tú Hoa đã chết rồi. Con không thể làm điều ngu ngốc đâu. Chú Út cười khổ vài tiếng, nói: Tú Hoa sắp sinh rồi, kết quả lại bị ác quỷ ăn mất, chắc thật oan uổng. Chú vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy một tiếng âm. Cổng sân nhà tôi bị gió thổi mở tung, bình thường đâu có gió từ đâu tới. Khi tôi còn đang bối rối, bà dùng tay bịt miệng chú Út lại: Đừng nhắc tới người chết. Không may mắn đâu. Chú Út mở to mắt, liên tục gật đầu. Cho đến khi chú gật đầu, bà mới buông tay ra. Bà cố bĩu môi, đi về phía cổng sân. Đến cổng, bà liền đóng cửa gỗ lại, miệng còn lẩm bẩm: Quỷ chết oan không vào được cửa. Bà cố nói xong liền cười một cái đầy khó hiểu. Bà quay đầu nhìn bà tôi, con dâu cả. Tối nay vào giờ Tí, nhớ khóa cửa thật kỹ, ác quỷ sẽ lại đến. Bà cố nói xong liền vào trong phòng đông. Chú Út nhíu mày: Mẹ, con thấy bà cố có gì đó không ổn, nhìn có vẻ rất tà ác. Bà khẽ nói: Con nói vậy, ta cũng thấy có gì đó không đúng. Ánh mắt bà ấy nhìn người thật rùng rợn. Bà cố có phải là ác quỷ không? Chú Út vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng sấm rầm vang lên từ bầu trời trong xanh. Tiếng sấm rất lớn, khiến tôi giật mình. Tôi vội chạy đến bên bà, nắm chặt lấy áo bà. Bà nhíu mày, khẽ hỏi tôi: Tiểu Tranh Tử, con thật sự thấy bà cố có hai cái bóng sao? Tôi gật đầu: Đúng, tối hôm đó lúc sấm đánh, con thật sự thấy bà cố có hai cái bóng. Nhưng sau khi tiếng sấm qua đi, bà cố lại trở về chỉ còn một cái bóng. Bà nhíu chặt mày: Con có nhìn rõ cái bóng đó trông như thế nào không? Một cái là bóng của bà cố, cái bóng còn lại giống như bóng của một ông già. Vừa dứt lời, bà liền biến sắc: Tiểu Tranh Tử, chuyện này tuyệt đối không được nói với bà cố. Tôi gật đầu: Con biết rồi. Chú Út khẽ nói: Mẹ, Tú Hoa chất oan uổng, con luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến bà cố. Hay là tối nay chúng ta tách ra ở riêng với bà cố? Bà do dự vài giây, sau đó nói: Cũng được. Khi trời tối, chúng ta sẽ vào phòng tây trốn. Bà vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy giọng nói của bà cố. Không biết từ lúc nào, bà ấy đã đứng ở cửa phòng đông, đang nhìn chúng tôi với ánh mắt rùng rợn. Các người đang thì thầm gì đó? Bà cười khô hai tiếng, nói: Mẹ, chúng con đang lo lắng không biết giải thích thế nào với nhà mẹ đẻ của Tú Hoa. Bàn bạc một chút. Bà cố bĩu môi: Có gì mà phải bàn bạc chứ? Không cần lo nhà mẹ đẻ của nó, trời không còn sớm nữa, các người mau vào nhà đi. Bà nhe răng cười, trông bà ấy có vẻ rất u ám, khuôn mặt tái nhợt. Trời còn sáng, đợi đến khi trời tối chúng con sẽ vào nhà. Bà cố hừ lạnh một tiếng: Vào nhà sớm thì tốt hơn. Cẩn thận ác quỷ đến gõ cửa. Bà liên tục gật đầu, miệng cười gượng: Sẽ vào ngay. Bà cố quay đầu vào phòng đông. Trông bà có vẻ rất vội, mong mỏi chờ trời tối, đợi đến tối. Khi trời vừa tối, chúng tôi liền vào phòng tây, con khóa cửa phòng tây lại. Bà cô thấy chúng tôi mãi không vào phòng đông, liền ra sân gọi: Con dâu cả, các người đâu rồi? Mau vào nhà. Giọng bà cố vừa the thế vừa sắc bén. Chúng tôi mấy người trốn trong phòng tây, phòng tây cũng không bật đèn. Bà cô thấy không ai đáp lại, bà lại hét: Ác quỷ sắp đến gõ cửa rồi, các người mau vào nhà đi. Nhưng vẫn không ai đáp lại. Bà cố tỏ vẻ không vui thấy rõ, bà dậm chân mạnh, gào lên: Mau ra đây, tất cả ra đây cho ta. Bà cố gào thét trông thật đáng sợ. Đôi mắt bà đầy những tia máu đỏ, mắt còn trào ra nước. Thấy không ai ra, bà hét: Các người không ra, ta sẽ tìm các người. Bà còn chưa bước đến phòng tây, tôi liền nghe thấy một tiếng sấm rầm vang lên. Cùng lúc đó, tôi thấy bà cố có hai cái bóng. Bà và chú Út cũng nhìn thấy. Bà trợn to mắt, người bóng còn lại là của thái gia của Tiểu Tranh Tử. Bà vừa dứt lời, tôi liền thấy bà cố cười tươi, đi về phía phòng tây. Chú Út hoảng sợ: Mẹ, bà cố chính là ác quỷ, Tú Hoa đã bị bà cố ăn thịt. Chú Út vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy cổng sân nhà mở ra. Bà cố cũng sững người, quay đầu nhìn về phía cổng sân. Trên mặt bà cố lộ ra nụ cười: Con ba, con dâu ba, sao hai đứa đột nhiên đến đây? Bà cố vừa dứt lời,
Ba và chú út liếc nhìn nhau. Mẹ, Tam Thúc và Thím Ba tới rồi. Làm sao bây giờ? Ba khẽ nói, đừng lên tiếng. Trong sân vang lên giọng của Tam gia. Giọng nói thô ráp, mẹ, anh cả và mọi người đâu? Ba cố đảo mắt qua lại hai vòng, như đang tính toán điều gì đó. Ba đột nhiên cất giọng tội nghiệp, đừng nhắc nữa. Anh cả và chị dâu con trẻ ta chỉ ăn mà không làm, nên bỏ ta lại ở nhà, muốn để ta chết đói. Bà cố vừa dứt lời, Tam gia liền trợn to mắt, gì cơ? Anh cả không cho mẹ ăn sao? Anh ấy đâu rồi? Gọi anh ấy ra đây, xem có đánh chết anh ta không? Tam gia sắn tay áo, trông như thật sự muốn đánh người. Bà cố giọng nghẹn ngào, bọn họ không có ở đây, đều đã đi lên thị trấn rồi. Bà cố vừa dứt lời, Tam nương liền nói, mẹ, con đi nấu cơm cho mẹ, mẹ vào nhà chờ nhé. Tam nương vừa nói xong liền đi về phía nhà bếp, nhưng vừa bước được hai bước thì bị bà cố nắm lấy cánh tay. Hai đứa vào nhà với ta trước đã, ta có đồ tốt cho hai đứa. Tam nương bối rối hỏi, mẹ, có đồ tốt gì vậy? Bà cố nhíu mắt, con và lão Tam là hiếu thảo nhất, ta còn chút đồ có giá trị, mau theo ta vào nhà. Bà cố vừa nói xong liền kéo Tam nương đi về phía nhà tranh. Tam gia đi theo sau, bà nhíu chặt mày, không được, nếu vào nhà tranh thì hai người họ sẽ mất mạng. Bà bỗng nhiên hét lớn về phía ngoài sân, lão Tam, con dâu ba, hai đứa mau chạy đi. Bà vừa dứt lời, Tam nương liền dừng bước. Mọi người đều nhìn về phía phòng tay, dưới ánh trăng tôi nhìn rõ mặt bà cố, sắc mặt bà trông rất khó coi. Tam gia nhíu mày, chị dâu, chị ở nhà mà sao không nấu cơm cho mẹ? Bà liền hét ra ngoài sân, hai đứa mau chạy đi, mẹ là ác quỷ ăn thịt người, con dâu nhà tôi đã bị mẹ ăn rồi, hai người mau chạy đi. Bà vừa dứt lời, ngoài sân liền vang lên tiếng chửi rủa của bà cố, con dâu cả, nếu con không muốn nuôi ta thì ta sẽ đi, cần gì phải đổ tội cho ta, con cố tình muốn rước ta sao? Bà cố vừa nói xong liền bật khóc to. Tam gia nhíu mày, chị dâu, chị ra đây đi, rốt cuộc là chuyện gì? Anh cả đâu rồi? Anh cả đi lên thị trấn nhờ ông Trần mù, không có ở nhà. Hai người mau chạy đi. Tam gia ngẩn người vài giây, quay đầu nhìn bà cố. Bà cố tỏ vẻ đáng thương, con ba, con có tin mẹ không? Mẹ, con nhất định tin mẹ. Chị dâu, chị ra đây đi, có gì thì chúng ta nói trực tiếp, có chuyện gì mà không thể nói trước mặt sao? Mẹ là ác quỷ ăn thịt người, tôi không thể mở cửa, sợ rằng mở cửa ra thì ác quỷ sẽ xông vào. Bà vừa dứt lời, bà cố liền bật khóc. Bà vừa khóc vừa đi về phía nhà tranh, ta không nên sống nữa, ta sẽ tự treo cổ chết ở nhà tranh. Tam gia hoảng hốt, mẹ, mẹ đừng có làm chuyện dại dột, con tin lời mẹ. Tam gia vừa nói xong liền theo vào nhà tranh. Trong sân chỉ còn lại Tam nương, bà nhíu chặt mày, nhanh chóng mở cửa phòng, vẫy tay về phía Tam nương, em dâu ba, em mau vào đây. Tam nương ngơ ngác vài giây, chị dâu, rốt cuộc là chuyện gì? Bà gấp đến mức dậm chân, em mau vào đây. Tam nương đảo mắt qua lại hai lần, sau đó nhìn về phía nhà tranh. Tam nương hướng về phía nhà tranh gọi một tiếng, lão Tam. Rất nhanh, trong nhà tranh vang lên giọng của Tam gia, đừng lo, vào nhà đi. Tam nương đáp lại, được. Tam nương vừa nói xong liền đi về phía phòng tây. Chị dâu, lão Tam không sao cả, sao chị lại bảo mẹ là ác quỷ? Bà nhíu chặt mày, lập tức kéo Tam nương vào phòng tây, sau đó nhanh chóng khóa cửa lại. Tam nương bối rối hỏi, chị dâu, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mọi người đều ở nhà, sao mẹ lại nói mọi người đã đi lên thị trấn? Em dâu ba, có chuyện này em chưa biết, mẹ có hai cái bóng còn lại là của cha đã khuất. Bà vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng sấm rầm từ ngoài sân vang lên, tiếng sấm rất lớn, chiếu sáng cả căn phòng. Tôi theo phản xạ nhìn xuống dưới, liền thấy Tam nương có hai cái bóng, cái bóng còn lại là của Thái gia. Bà cũng đã nhìn thấy, sau khi tiếng sấm qua đi, bà nắm chặt tay tôi, che chắn tôi ra phía sau. Tam nương cười nhạt, miệng phát ra giọng đàn ông trầm thấp, con dâu cả, sao con không nói gì nữa? Tam nương nói xong còn cười khà khà, khuôn mặt trở nên mèo mó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Bà hoảng sợ lao về phía Tam nương, nắm chặt lấy cánh tay của Tam nương, mau chạy đi, mau đi tìm ông Trần mù. Chú út hét lên, mẹ, chú không kịp buồn, vội vàng bế tôi chạy ra khỏi phòng. Nhưng vừa chạy đến sân liền thấy bà cố bước ra từ nhà tranh. Bà cười nói, mau vào đây, bên ngoài không an toàn đâu. Miệng và tay của bà cố dính đầy máu. Bà nhìn chúng tôi với ánh mắt rùng rợn. Chú út trợn to mắt,
Ông chặt tôi rồi chạy thẳng ra ngoài sân. Nhưng khi chạy đến cổng lớn mới phát hiện ra cánh cửa lớn hoàn toàn không mở được. Tôi nghe thấy từ phía sau tiếng của bà cố cùng với tiếng cười của Tam Nương. Bà cố cười nói, đừng chạy, mau vào nhà tranh. Chú Út ném tôi ra khỏi sân, lớn tiếng hét, tiểu tranh tử, mau chạy đi. Tôi bỏ dậy từ mặt đất, chạy thập tánh về phía đầu làng. Tôi chỉ có thể cố gắng chạy nhanh hơn nữa. Mưa càng lúc càng lớn. Khi tôi chạy đến đầu làng, trong mắt tôi nhìn thấy một bóng người. Tôi tiến lại gần nhìn, hóa ra là ông thợ mộc già. Ông ấy đang ngồi dưới gốc cây tránh mưa. Tôi vội vàng chạy tới. Ông thợ mộc nhìn tôi, bà cố trở thành ác quỷ rồi, bà ta đã ăn rất nhiều người. Ông thợ mộc sững lại một lúc, chẳng phải đã đưa bùa hộ mệnh cho nhà con sao? Nó đã bị xé bỏ rồi. Ông thợ mộc thở dài, chuyện này ta không thể can thiệp được, là việc của gia đình các người. Tôi vừa khóc vừa nói, ông thợ mộc, ác quỷ đang đuổi theo con, xin hãy cứu con. Ông thợ mộc nhèo mắt, con thật sự muốn ta cứu sao? Tôi gật đầu, vâng. Ông thợ mộc lấy ra từ phía sau một chiếc hộp gỗ, chui vào trong đi, ta sẽ treo con lên cây, như vậy hắn sẽ không tìm thấy con. Tôi rất cảm ơn ông thợ mộc đã cứu tôi. Tôi vội vàng chui vào trong chiếc hộp gỗ. Ông thợ mộc nhìn tôi cười khà khà, rồi đậy nắp lại. Bên trong tối đen, không nhìn thấy gì. Tôi chỉ biết chiếc hộp đang rung lắc. Không biết đã qua bao lâu, chiếc hộp đột ngột dừng lại. Tôi nghe thấy giọng ông nội, Trần Mù, ông có ý gì vậy? Ông không giúp tôi cũng được, sao còn muốn hại tôi? Giọng của ông thợ mộc vọng tới, điên cuồng. Có trách thì trách cha của mày đi. Nghe được cuộc đối thoại giữa ông nội và ông thợ mộc, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Trần Mù chính là ông thợ mộc già. Trần Mù chính là ông thợ mộc già. Ông không sợ gặp của báo hả? Tiểu tranh tử ơi, ha ha. Mày có biết tao đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi không? Mẹ mày cũng khá có bản lĩnh. Nếu không phải nhờ phá vỡ tờ bùa từ bên trong, thì thực sự không thể làm gì được bà ta. Tao đã lừa cả tam đệ của mày nữa. Bây giờ chắc cha mày đã ăn hết bọn họ rồi. Bên ngoài vang lên một loạt âm thanh sột soạt, nhưng chỉ kéo dài một lúc, sau đó không còn tiếng động nữa. Trong bóng tối, không biết đã qua bao lâu, tôi cảm thấy mí mắt càng lúc càng nặng. Và không biết từ lúc nào, tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu. Nhớ like và đăng ký cho Gấu Sợ Hãi TV, bấm cái chuông để đón chờ tập mới.